Dạ, Sunny mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh Sunny Đọt. Bây giờ thì khoảng 8 giờ 8 giờ rưỡi, chính xác là 8 giờ rưỡi ngày 1 tháng 9 2022 đầu tháng, thì Sunny cũng kính chúc anh chị và các bạn luôn lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Đối với ngày hôm nay kéo dài đến cuối tuần là những ngày nghỉ lễ anh chị, và mọi người thì ùn ùn về quê đi chơi. Còn thì riêng Cindy thì ở Sài Gòn, và Cindy đang ở một cái Metro Bình Phú, khu vực quận 6 Chợ Lớn, bây giờ đổi thành Mega rồi anh chị. Một cái khu mua sắm rất là lớn, và Cindy cũng muốn cập nhật những hình ảnh một cái trung tâm mua sắm coi ngày lễ thì như thế nào anh chị ha, tại Sài Gòn, gửi anh chị và các bạn những cái hình ảnh này. Thì đối với khu vực này thì gửi xe miễn phí anh chị, gửi xe gắn máy và xe hơi miễn phí, và chúng ta cùng sẽ đi vào bên trong coi người Sài Gòn không về quê thì họ sẽ đi mua đồ ăn thức uống như thế nào. Sẵn tiện thì Sunny cũng đi chợ đó anh chị, thường Sunny thì cũng đi chợ này dữ lắm, cứ thường cuối tuần coi ở nhà thiếu cái gì rồi mua. Đây con đường đi vô thì đối với khu vực này bán dạng bán sỉ anh chị. Ngày xưa là Metro Bình Phú là bán sỉ, một cái chuỗi cửa hàng bán sỉ của tập đoàn Pháp, nhưng mà sau này thì bán lại cho một tập đoàn Thái Lan, đổi thành Mega. Đây là một cái Adidas outlet nè anh chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào bên trong nha anh chị ha. Trước khi đi vào chợ thì Sunny cũng đi dạo một cái Adidas anh chị, ở Mega Bình Phú coi như thế nào. Nhiều đồ lắm, hiện tại cũng đang giảm giá 50%, giày dép, quần áo, đủ thứ các hàng hiệu. Tất nhiên là hàng này sản xuất ở Việt Nam, ở Trung Quốc cũng có anh chị ha. Nhưng mà cái hiệu Adidas thì cũng rất là nổi tiếng, Adidas, Nike vân vân. Cái áo đó nhiều em. Cái này đẹp nè anh. Nhiều vậy? 750 giảm rồi 50%. 750 giảm 50% hả? 350. Áo. Đó, quần. Giảm nhiều lắm anh chị. Đó, sơ nét là vậy, giày nữa, quần ở đây là bên quần áo thôi. Đó, đủ thứ hết đồ. Bên kia thì bán giày. Rồi ở phía sau, này nữa anh chị. Đó, rất là nhiều thương hiệu. Còn ở đây là cái cửa đi vào Metro đây. Metro, thường Sunny gọi là Metro, nó quen miệng rồi. Đúng là Mega. Ở đây là những cái địa điểm như buffet, quán cà phê, đó, rất là rộng. Đây là khu vực bán thể thao. Rồi, bởi vì Sunny tạm tắt nha. Bây giờ mình vô chợ thôi, vô cái khu vực siêu thị. Ví dụ đôi này là 5 triệu giảm 50% là chỉ còn 2,5 triệu thôi anh chị. Ví dụ đôi này như thế này, 5 triệu giảm 5% là 2,5 triệu, và đa số thì nó cũng cùng cái giá như thế anh chị. Đây, cái quầy bán bánh trung thu anh chị. Sunny đã vào bên trong rồi. Rất là nhiều bánh trung thu năm nay thì 522 một hộp 4 cái. Bánh trung thu quá trời bánh trung thu. Giá này 67.000. 67.000 bánh trung thu. Nhiều loại bánh này, bánh kinh đô, chảo bếp nè, cái giá nè, cái chảo nè 169.000. Chảo lớn này là 249. Nói chung là giá cả nó nhiều loại lắm anh chị. Bia Big Tiger 6 lon. 6 lon này giá nhiều. Một thùng là 300. Mua một lốc là 90.000. Mua một thùng đó là 351.000. Anh Thụy, một lốc này á là 6, một lốc là 6 lon. 6 lon bao nhiêu? 90.000. 90.000. 12 lon 180, 180 kia là 360, cũng vậy. Cũng vậy đúng không? Mắc hơn à. Tại vì mà 180. 12 lon đúng rồi, cũng vậy. Cũng vậy hả? Vậy giá cũng đâu có. Nó đi nó rẻ hơn 10.000. Dầu gội đó, nói chung là ở những cái đại siêu thị này hàng hóa thì rất là đầy đủ anh chị, quan trọng là mình có tiền hay không thôi. Hàng hóa nhiều lắm, dầu ăn, tả, dầu gội vân vân. Mình đi xuống hàng thủy hải sản đi. Rồi. Dầu gội Head & Shoulder của hãng P&G Procter Gamble. Ngày xưa Sunny có một thời gian cũng đi bán Head & Shoulder, Pantene, bột giặt Tide vân vân. Đây nồi cơm điện, quần áo, ôi thôi đầy hết anh chị. Nói chung là người dân cũng đi mua sắm thì cũng nhiều anh chị. Thấy như thế này là đông rồi. Một số các bạn trẻ thường thì thích đi vào những cái nơi này nhiều hơn. Có máy lạnh nè, và không cần trả giá, và có những cái chương trình khuyến mãi. Nhưng mà đi chợ truyền thống thì các má thì thích đi hơn. Nó là một cái nét văn hóa cũng rất là hay. Đồ hộp, xà bông đó, để đây bữa nay để anh chị hình dung. Bánh đây, khu vực bánh đó. Ở đây thì nhìn nó cũng giống như một cái khu buôn bán lớn, giống như bên nước ngoài anh chị ha. Rượu bia. Vàng, nhiều vàng lắm. Vàng Pháp. đô là 539.000 một chai. Sunny thì thích uống cái loại bia này nè anh chị. Đó. Bia nâu, bia đen, nó có hai loại, bia vàng và bia đen. Bia đen thì uống nó đậm đà lắm, thích đó. Cái đó là một để latte, uống rất là ngon. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi xuống khu vực thủy hải sản nha anh chị. Rồi, rau củ, rồi thịt đông lạnh. Đây khu vực bánh mì. Bánh nhỏ dài 37.000. Trời bánh. Bánh mì 19.000, bánh mì mè. Cái một cái cây bánh mì này là 5.000 nè, 5.500 đó, một cây bánh mì dài vậy thôi nè. 5.500. Còn hai ổ dài như thế này á là 19.500. Nói về cập nhật giá thì không hết anh chị, để anh chị hình dung được cái người ta mua bán như thế nào thôi. Coi nó có khác so với nơi anh chị sinh sống hay không. Đây bánh trưng. Bánh trưng là 51.500, 58.000, 79.000, nói chung là nhiều loại, nhiều giá, nhiều size khác nhau. Bánh ít lá gai, bánh đậu xanh 30.000. 7 cái 30.000. Bây giờ thì mình sẽ đi tới cái khu vực gà nướng. Cánh gà quay 166.000. Đùi gà quay 127.000. Cánh gà quay là mỗi ký nha anh chị. Cái này đơn vị tính ký. Gà nướng muối ớt 157.000 một ký. Gà quay nè, vịt quay, cái này là vịt quay. Rồi bây giờ thì mình tới thịt heo, thịt bò đông lạnh. Ức phi lê gà công nghiệp tươi 82.000 một ký. bây giờ rất là tiện lợi, người ta làm cái mâm luôn anh chị, cái rổ luôn, đầy đủ luôn đó. Về chỉ cần nấu thôi chứ không cần chế biến gì cả. Rồi. Hello, hello baby. Bin đâu vậy? Nè, trời Hoàng đi kiếm anh nói nó chỉ lại con đi với đứng cẳng mà Hoàng đi kiếm. À. Đây cái thịt khu vực thịt đông lạnh. Em Bin, Bin nó mua thịt chưa? Bin mua thịt chưa? À, Bin đang lựa hả? À. Ừ. Đó. Một miếng này là bao nhiêu không có biết không? Không biết giá không ta? 400 gram. 400 gram. Nó không có giá ha. Cái này 2 miếng 400. À, 2 miếng. Mỗi người 1 miếng là được. Mỗi người 1 miếng thôi con. Đó. Dũng luôn cái gì? Không mua vậy được. Qua bên kia. Đó thì đó, vậy ăn vậy luôn đi. Rồi qua bên đây coi có cái gì không? Rồi mua nữa, mua mây điên cuồng nè. Đó. À, kimono đó. Ăn gì vậy em? Cho ăn hả? Tôm xù. Tôm xù hả? À rồi, bà gấp. Dạ bên em có đang có chương trình khuyến mãi á, mình mua quá đơn từ 200.000 sẽ được tặng một bịch tôm. Anh kéo giùm em xuống đi. 200.000 có đơn cái này 200.000. Quá đơn. Ngon quá. 200.000 sẽ được tặng một bịch tôm này đó. À. Thử quá. Thử quá. Ngon. Rồi cảm ơn. 200 mà mua sữa. Nhân viên ngân hàng Thành Khánh Huệ Công Ngân số 7 xin nhắc lại là nhân viên ngân hàng Thành Khánh Huệ Công Ngân số 7. Đó, đó cái thanh cua nè, đó đồ sống là đủ thứ ta, cá hồi. Đó, ngon chưa? Đó, ngon quá, ngon luôn, đã, quá đã. Rồi. Cá hồi mù tạt, Ni nhà em thích ăn cái này lắm, nhưng mà có cái kia rồi. Có cái cuộn pin nó làm rồi, thịt bò rồi. Nên thích lắm. Rồi. Đây tôm hùm. À, tôm hùm nè. Tôm hùm xanh giá là 1.557.000 1 kg nha anh chị. Ở này đơn vị tính ký. À, tôm hùm, cua 260 là chừng 2 con chứ chừng 7 lạng. À, đó. Tôm hình, tôm hùm Âu 1.695 bao đồng. Mà cái này tôm thịt hay tôm trứng? Gạch đó. À, gạch trên đó hả? Ừ. Mua 2 con mình nướng, mình chơi. Mua thằng này tầm 300 mấy là mình 200 mấy là. 260, 300 mấy, 350. Thịt là 200 mấy. 260.000 tới 270. Còn gạch 360.000. À thôi mua gạch đi để em nói em xả của em đã. Con này xả ghê. To. To ha. À. Cá tầm 299.000 anh chị, cá cầm tươi luôn. À, nó bơi tung tăng luôn nè. Chắc có thể là anh chị không biết có thấy rõ không. À, cá biển. Đó, mình vô trong đây thì đầy đủ hết. Đồ tươi nguyên, cái thương hiệu nổi tiếng thì họ không có dám làm bậy anh chị. Thương hiệu mà, tập đoàn của họ nên vậy vô đây đó. Giới trẻ thường thường thì họ thích như thế, cuối tuần họ vô đây họ lựa cá đối nè, cá đối 75.000 một ký. Ở biển thì ăn cá đối trứng, mà đặc biệt là nướng lột ra giống như củ khoai vậy ạ, chấm muối ớt nha anh chị ha, muối ớt chanh, muối tiêu không ngon, và một tí rau thơm nữa, kèm thêm một cái ly bia, ngon lắm. Còn đối với Sunny, ăn cá biển thường thường là ăn cá tươi, cá mới bắt lên thì nó ngon hơn. Còn đây cá là đông lạnh, cá đồng thì nó sẽ dễ dàng hơn so với trên Sài Gòn. Ốc lát gác bếp sống 139.000 đồng một gói. Ốc lát gác bếp. Cua, cá lăng, cá diêu hồng. Và đây là cá lóc. Cá lóc là 92.000 đồng một ký. Cá lăng là 143.000 đồng một ký. Rồi cá lăng cũng rẻ chứ. Chả cá lạ vòng đến gì, cá lăng ăn chả cá lạ vòng đó, tôm ký là 396.000 Việt Nam đồng nha chị ha. Quá trời nè, đồ tươi nguyên hết. Cá thu 180.000 một ký. Mực ống là 279.000. Cá sa ba là 60.000. Đầy đủ đồ chơi hết. Những cái hàng phi lê, người ta phi lê sẵn thôi. Ớt phi lê, người ta phi lê sẵn về cứ làm ăn thôi. Toàn bộ. Cái cua gạch với lại cua thường nó nằm ở tầng khác nhau hả chị? Không biết hả? Hàu sữa 82.000 một ký. Hàu sữa này nấu cháo ăn cũng rất là ngon. Cua cái gì? Cua thịt đặc biệt. Rồi cua thịt cái á đâu, đúng rồi, quan trọng là cái dây xanh dây vàng đúng không? Dây xanh là dây xanh cái cua thịt nè, cái chữ thịt thịt, nhưng mà nó có dây là dây xanh, mà là dây đỏ dưới đây là 200 mấy nè. Dây đỏ là cái này là cái gì? Hỏi thôi, dây đỏ là cái gì? Dây đỏ là em thấy nó để cua thịt không à? Cua thịt. Dây xanh dây đỏ. Dây vàng mắc hơn. Thôi mua dây đỏ đi. Đó. Dây đỏ là 269.000 cua thịt. Cái, lựa cái đi. Rồi. Này. Để. Anh lại kia anh lấy cái bao. Đây là khu vực gạo anh chị, gạo và cái hàng gia vị. Sunny đang tìm một cái chai mà Sunny rất là thích ăn. Đây, tobacco. Đây, rất là thích ăn cái này anh chị. Nó tăng thêm hương vị chua chua cay cay. Đây, nước mắm, nước tương. Đây khu vực ngũ cốc, hạt dinh dưỡng, gạo, lài, sữa, thơm, nếp. Đông anh chị, bữa nay thì một số người thì người ta không có đi chơi lễ đâu, người ta bữa nay thì tổ chức ăn uống ở nhà hoặc đi chợ. Đây, quầy rau cải đây, quá trời đủ thứ, cà chua, bắp cải, bí đao, thanh long, cam, quýt, bưởi. Ở đây thơm, nho, sabuche, ít kiwi, táo. Chuối, dừa, hàng nhìn quá đẹp mắt. Ở đây thì ví dụ như cam Úc 1 kg là 69.000. Người ta đề rõ nơi nhập khẩu ở đâu luôn các chị. Được có một cái hay là Sunny để ý là người ta nói là nhập ở Trung Quốc thì đề chữ Trung Quốc, nhập ở Úc đề chữ Úc, Pháp, vân vân. Ở Pháp nè, New Zealand nè, Tiền Giang. Hàng trong nước, bông hoa, trái cây nè. Ôi, nó nhiều lắm. Đây, bông hoa Đà Lạt. Thanh long. Thanh long 26.000 1 kg, đỏ, vàng là 41.000. Bơ, đu đủ, thơm, ổi, lơm chơm, xoài. Bên đây là chanh, khổ qua, tắc, bắp. Bắp nếp Tiền Giang 15.000 1 kg. Cà tím, hành, Em mua cái gì vậy? Rau. À, mua rau hả? À, chột xà lách, lá ăn bò của ông Bin làm đúng không? Ừ, cũng được. Em cái này là hành. Cô thì nó gọi gì? Logo á. Gì con? Bơ hình như xuống, lát xuống ăn ấy Dũng. Dũng mua. Chị, cái này gọi là gì? À, cà rôn. Trời ơi, lúa thiệt. Ừ. Đây em chị, tại vì Sunny thì không biết, chỉ biết ăn đây chứ không biết làm nên không biết đâu anh chị ơi. À, chỉ là biết quay những cái cảnh này. Cái này giòn giòn nè, mấy bữa hả? À, cái này thôi mua cái này ngon nè, xà lách thủy canh nè, ăn nó giòn giòn ngon lắm nè, mua cái này đi đừng, giòn giòn ngon lắm. Cái này không biết có cân không, để coi hỏi là nó có nhỏ. Trời ơi, quá trời lắm. Nó cũng xem như kìa. Không quên được những cái món rau muống xào tỏi. Rau muống xào tỏi. Cái đó là lá gì anh? À, trà xanh. À, trà xanh mình nấu chè. Chè hả? Nấu trà đúng không? Mình uống đúng không? Ơi ớt, bịch ớt. Ôi trời, ớt xanh này, ớt Đà Nẵng nè anh chị, cái Đà Lạt, cái này ở Đà Lạt chứ không phải Đà Nẵng nè. Đà Lạt hả? À, thôi kệ, ăn giòn giòn ngon cũng ngon nè. Cứ mỗi lần đi Đà Nẵng thì Sunny mua mấy ký về tặng người này tặng người kia. À, rau muống, mùng tơi, rau dền, trà xanh. Đó, ông anh ông lựa nè, ổng đi chơi riết phơi nắng riết nóng quá phải giờ uống trà xanh cho nó giải nhiệt cơ thể. Ừ. Tối ngày đi chơi phơi nắng không à, đi thả diều đồ ha, đi bắn bi rồi nhảy cò cò riết. À, cái này rau húng lủi, nguyên bịch húng lủi ha, húng lủi nè, nó làm nguyên bịch. Rồi ở đây thì mình đem tới là mình cân anh chị, có một số cái lẻ thì mình cân thôi, còn nó có bịch thì nó có mã thì ra ngoài tính tiền, nó có giá cả đủ anh chị. Chuối, chuối, gừng, sả, ớt. Cái quầy rau gia vị, tỏi, me nấu canh chua. Em cho chị hỏi ớt ở đâu vậy? Hành à. Tỏi, hành tím, cà rốt. Đây là cái khu bánh mứt, bánh kẹo, kẹo đậu phộng. À, sau khi đi mua đồ thì mọi người ra đây tính tiền, cái quầy tính tiền ở đây anh chị. Sau khi mua sắm tính tiền xong Sunny đang ở khu vực bãi đậu xe. Và Sunny cũng rất là vui thực hiện cái clip này để anh chị hình dung là những ngày cuối tuần hoặc những ngày lễ người dân Sài Gòn người ta đi mua đồ hàng ngày cho một cái tuần kế tiếp thì như thế nào, và cũng cho anh chị, những anh chị xa Sài Gòn hình dung một cái đại siêu thị, đó là siêu thị Metro Bình Phú mà ngày hôm nay đổi tên là Mega Bình Phú coi như thế nào anh chị ha. Theo riêng cái nhìn của Sunny thì thấy hàng hóa cũng rất là đầy đủ anh chị, mua cái gì cũng có, thức ăn thì rất là tươi ngon, đủ loại các chủng loại, quan trọng là mình có tiền không anh chị. Cuộc sống bây giờ thì nói chung là giá cả nó cũng đắt đỏ, xăng thì nghe nói chuẩn bị cũng lên. Đó là những cái hình ảnh một ngày cuối tuần, những ngày lễ mà Sunny ở Sài Gòn quay cái hình ảnh trong siêu thị gửi anh chị và các bạn. Rất vui thực hiện cái clip này. Nhưng cái clip này thì Sunny cũng kính chúc cô chú anh chị và các bạn luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống nhé. Sunny thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong những cái video clip lang thang tiếp theo của Sunny Đọt. Bye bye, hẹn gặp lại. Giờ không có bị chói, mà nói chị chói